Trời Giáng xin kính chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bấm vào video này của mình. Thì ở clip trước mình có gửi đến các bạn cái trò chơi món quà Noel với cái phần quà là chữ để các bạn có thể tùy biến đánh vào, tại vì quà nó có nhiều dạng đó. Thì cũng có nhiều bạn hỏi mình là với trường hợp là những phần quà là những hình ảnh cụ thể thì sẽ làm được như thế nào. Thì hôm nay mình có làm sẵn một cái mẫu như thế này. Để làm gì? Để các bạn có thể là thay đổi hình ảnh, các bạn đăng tải những cái phần quà mà các bạn muốn, ví dụ như là tặng cái viết, tặng cuốn tập, tặng con gấu hoặc là tặng cái thước đó, rồi các bạn đăng tải về, rồi chỉ việc đổi thôi, thay đổi thôi, còn những hiệu ứng thì mình đã làm sẵn hết. Vậy thì mình quay clip này không phải là để hướng dẫn các bạn cách chơi cách gì hết, mà mình hướng dẫn các bạn cách đi thay đổi. Thì dĩ nhiên hình ảnh nó sẽ có 3 dạng. Thứ nhất là hình ảnh bình thường, có nghĩa là một tấm hình bình thường. Dạng thứ hai là một hình động đó. Dạng thứ ba là hình không có nền. Thì tất cả đều thay đổi được cả. Để thay đổi được, việc đầu tiên các bạn cứ tải về để hình vào một cái kho nào đó. Giờ chúng ta chỉ việc thay đổi bằng cách bấm vào biểu tượng này đó. Thì dĩ nhiên hiệu ứng mình đã đặt rồi, giờ chỉ việc là thay đổi tấm hình thôi. Các bạn click chuột phải, chọn cho mình là change picture, rồi dĩ nhiên chúng ta sẽ tìm tới cái nơi mà chúng ta lưu hình ảnh. Thì đây có 3 dạng mình minh họa sẵn cho các bạn. Đây là một tấm hình bình thường, đây là một tấm hình đồng, còn đây là một tấm hình tách nền. Thì giờ mình sẽ thay tấm hình bình thường vào, ví dụ mình muốn tặng một cuốn sách đó, insert vào. Như vậy là xong, đơn giản. Thế tương tự qua slide tiếp theo cũng là click vào cái biểu tượng này, chọn là change picture, rồi tìm tới nơi mình lưu tấm hình, ví dụ đây là một hình đồng, chọn vào insert là xong. Tương tự hình không có nền cũng vậy, chọn vào tấm hình cái biểu tượng change picture, chọn hình không có nền, insert vào đó, thì tự động nó sẽ thay đổi bằng những hình ảnh. Giờ mình mở cho các bạn xem nhé. Đó, thì nó sẽ ra muốn qua là hình ảnh. Rồi mình qua lại tiếp theo đi. Tương tự thì với hình đồng cũng vậy luôn, chúng thay hình vô thôi. Còn hành động nó sẽ như thế này. Đó là cách thay đổi. Thì các bạn cứ tải cái mẫu này về, rồi thay đổi cái hình mà các bạn mong muốn nhé. Chúc các bạn thành công. Bye bye.